Khoảng 14 giờ 30 chiều 28 tháng 2 trên tuyến đường cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ nối từ thành phố Cần Thơ về Kiên Giang, đoạn km 9+2188 thuộc địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hơn chục ô tô bị nát dụng. Rất may mắn không có thiệt hại về người. Vào thời điểm trên, khu vực cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ bất ngờ xuất hiện khối mù làm cho nhiều lái xe ở cả hai chiều không thể quan sát điều khiển phương tiện. Tại chiều đường từ Cần Thơ về Rạch Giá, xe ô tô 7 chỗ mang biển số thành phố Cần Thơ giảm tốc độ do không thể quan sát, bị nhiều ô tô phía sau tông trúng, trong đó gồm 2 ô tô 4 chỗ, 2 ô tô 7 chỗ và 3 ô tô tải. Ở chiều ngược lại, ngay vị trí trên, một xe ô tô 4 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh cũng bị một ô tô tải và 4 chỗ khác đâm trúng. Tại hiện trường, nhiều phương tiện dở nát, nằm ngổn ngang trên đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ. Anh Lê Thanh Hải, người điều khiển ô tô 7 chỗ biển số Cần Thơ gặp tai nạn cho biết, khi điều khiển phương tiện đến địa điểm trên thì có khói dày đặc do người dân đốt rơm rạ ở ruộng phía bên trái tuyến đường cao tốc làm đám cháy đã lan ra hành lang đường cao tốc. Cộng thêm hướng gió về phía đường cao tốc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm nhìn của người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cả hai hướng qua khu vực này. Sự việc trên bị hạn chế tầm nhìn dẫn đến việc các xe không giữ khoảng cách an toàn nên đã xảy ra các sự cố tai nạn liên quan nói trên. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông huyện Tân Hiệp và cảnh sát giao thông tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn và thiệt hại. Vụ tai nạn xảy ra cũng là hồi chuông cảnh báo cho chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát việc đốt rơm rạ của người dân để phối hợp cảnh báo, hạn chế giao thông, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong thời gian tới.